Xin chào các bạn. Hôm nay thầy và các bạn sẽ tiếp tục đi tìm hiểu chương số 4 của môn học quản trị doanh nghiệp. Ở chương học số 3, thầy và các bạn đã cùng nhau đi tìm hiểu và phân tích về chức năng đầu tiên trong tiến trình quản trị doanh nghiệp, đó là chức năng hoạch định. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chức năng số 2 của tiến trình quản trị doanh nghiệp, đó là tổ chức. Chương số 4 của chúng ta có tên gọi là cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp. Ở trong chương này của chúng ta có những phần chính như sau. Phần 4.1 là bản chất công tác tổ chức và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp. Phần 4.2 là các kiểu cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp. Phần 4.3 là tổ chức bộ máy quản lý. Và phần 4.4 là phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong quản trị. Ở đây của chúng ta sẽ được lược bớt phần 4.3 tổ chức bộ máy quản lý. Vì vậy các bạn sẽ chỉ cần tìm hiểu các phần 4.1, 4.2 và 4.4. Phần 4.1, bản chất công tác tổ chức và cơ cấu tổ chức. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu khái niệm thế nào là tổ chức và các nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức trong một doanh nghiệp là như thế nào. Khái niệm về tổ chức, vậy thì tổ chức nghĩa là gì? Thì các bạn còn nhớ ở trong chương 1, thầy đã hướng dẫn với các bạn về khái niệm của tổ chức là một tập hợp người gồm hai người trở lên có một cơ cấu tổ chức rõ ràng và cùng thực hiện một mục tiêu chung. Thì đấy là khái niệm tổ chức với cái ý nghĩa đó là danh từ. Còn ở đây của chúng ta, ở chương này của chúng ta học, cái khái niệm tổ chức ở đây lại mang ý nghĩa là động từ. Vậy thì cái động từ tổ chức sẽ được hiểu như thế nào? Thì các bạn có thể nhìn trên slide có ghi rõ về khái niệm của tổ chức. Đó là quá trình sắp xếp và bố trí các công việc, giao quyền hạn và phân phối các nguồn lực của tổ chức sao cho chúng đóng góp một cách tích cực và có hiệu quả vào mục tiêu chung của doanh nghiệp. Ở đây của chúng ta có mấy ý chúng ta cần làm rõ. Đó là thứ nhất là tổ chức đây là một quá trình. Quá trình gì? Quá trình sắp xếp và bố trí các cái công việc cho các cái thành viên trong tổ chức nhằm đạt được cái mục tiêu chung của doanh nghiệp. Vậy thì quay trở lại cái chương số 3, đó là cái chương hoạch định thực hiện mục tiêu. Thì bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ về Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đó là khi thầy hiệu trưởng, thầy đưa ra một cái mục tiêu chung cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trở thành trường trọng điểm quốc gia hoặc là trở thành một trong 15 trường đại học hàng đầu của Việt Nam. Thì đấy là cái mục tiêu chung của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam mà thầy hiệu trưởng là người đứng đầu của tổ chức đặt ra. Vậy vì đấy chính là cái bước đầu tiên là bước hoạch định. Vậy thì sang cái bước thứ hai là bước tổ chức, có nghĩa là khi đã có được cái mục tiêu chung của doanh nghiệp hoặc là mục tiêu chung của tổ chức rồi thì người đứng đầu của doanh nghiệp đó tiếp tục làm công việc tiếp theo, đó là sắp xếp bố trí các công việc cho các cái thành viên ở trong cái tổ chức đó để thực hiện được cái mục tiêu chung. Cụ thể là gì? Cụ thể là bây giờ thầy hiệu trưởng sẽ sắp xếp bố trí công việc cho từng cái phòng ban chức năng ở trong trường hoặc là từng khoa viện trong trường. Mỗi một khoa viện, mỗi một phòng ban chức năng sẽ có được một công việc, có được cái quyền hạn, nguồn lực cụ thể để đóng góp vào cái mục tiêu chung của nhà trường. Ví dụ như là phòng hành chính là chịu trách nhiệm quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến hành chính. Phòng kế toán kiểu là quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến sổ sách chi tiêu của nhà trường. Hoặc là các cái khoa viện thì từng khoa viện sẽ chịu trách nhiệm quản lý sinh viên của khoa viện mình, đảm bảo được cái đầu ra, đảm bảo được chất lượng của sinh viên để đạt được cái mục tiêu của nhà trường là trở thành trường trọng điểm quốc gia, vân vân. Thì đấy chính là cái quá trình tổ chức, là việc mà người đứng đầu của doanh nghiệp sắp xếp bố trí các cái công việc, giao quyền hạn cũng như là nguồn lực cho các cái thành viên để đạt được cái mục tiêu đó. Vậy thì cái công tác tổ chức này gồm có những nội dung cơ bản như thế nào? Thì ở trên slide của chúng ta cũng có thể hiện ra hai nội dung chính. Thứ nhất, đó là tổ chức cơ cấu. Tổ chức cơ cấu có nghĩa là tổ chức cái cơ cấu quản lý và tổ chức cơ cấu sản xuất kinh doanh. Là ai sẽ là người quản lý và ai sẽ là đối tượng bị quản lý. Ví dụ như là ở khi mà thầy hiệu trưởng thầy phân ra làm các khoa, các viện thì thầy có trách nhiệm là lựa chọn xem thầy cô giảng viên nào đủ điều kiện để trở thành trưởng khoa, trưởng viện của khoa viện đó để thay thầy hiệu trưởng quản lý cái khoa viện đấy. Thì đấy là việc tổ chức cơ cấu quản lý. Còn tổ chức cơ cấu sản xuất kinh doanh có nghĩa là tổ chức xem là những đối tượng nào là đối tượng bị quản lý. Cái thứ hai đó là tổ chức quá trình, là tổ chức quá trình quản trị và tổ chức quá trình sản xuất kinh doanh. Có nghĩa là ở đây thầy hiệu trưởng cần phải làm rõ đó là việc thực hiện
cái công việc của nhà trường sẽ được thực hiện theo cái quy trình như thế nào, hoặc là cái việc sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp cần phải đưa ra những công đoạn như thế nào. Thể lấy ví dụ như là ở một công ty chẳng hạn, thì người giám đốc phải sắp xếp bố trí công việc cho từng phòng ban chức năng, ai sẽ là trưởng phòng sản xuất, ai là trưởng phòng nhân sự, ai là trưởng phòng marketing, và mỗi một người trưởng phòng đấy được giao những quyền hạn trách nhiệm như thế nào. Ví dụ như là trưởng phòng marketing thì sẽ thay người giám đốc chịu trách nhiệm tất cả những vấn đề liên quan đến marketing, quảng bá, tìm nhu hiểu nhu cầu khách hàng đối với các sản phẩm của công ty, phải chịu trách nhiệm trước cái hiệu quả hoạt động của cái phòng marketing đấy trước hiệu quả giám đốc. Thì đấy chính là cái quá trình, cái công tác tổ chức ở trong một tổ chức. Vậy thì tổ chức cơ cấu bộ máy cần có những nội dung như thế nào? Thì các bạn có thể nhìn trên slide của chúng ta gồm có 5 nội dung chính. Thứ nhất, đó là xác định những hoạt động cần thiết để đạt được các mục tiêu chung của tổ chức. Ở trong chương số 3 là chúng ta đã tìm hiểu về cách đặt mục tiêu chung rồi. Để có các mục tiêu chiến lược, có cái mục tiêu tác nghiệp. Vậy thì bước tiếp theo đó là để đạt được cái mục tiêu đấy thì doanh nghiệp hoặc là tổ chức cần phải làm những hoạt động gì? Đấy, ví dụ như là trường Đại học Hàng hải Việt Nam muốn trở thành trường trọng điểm quốc gia thì phải đáp ứng được những yêu cầu gì về chất lượng sinh viên, về chất lượng cơ sở vật chất, về nghiên cứu khoa học của giảng viên, vân 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 vân. Có nghĩa là sẽ có một hệ thống các cái chỉ tiêu nhằm cho tổ chức, cho doanh nghiệp cần phải làm được để đạt được cái mục tiêu chung đó. Hoặc là bây giờ một công ty như là công ty Samsung, họ đặt ra được cái mục tiêu đó là tăng thị phần lên 10% tại thị trường Việt Nam đấy, trong năm 2020. Vậy thì để đạt được cái mục tiêu đấy thì họ phải có những hoạt động cần thiết là gì? Ví dụ như là marketing, phòng marketing phải làm gì? Cái phòng sản xuất cần phải làm gì? Vân vân. Thì đây chính là cái hoạt động đầu tiên, đó là xác định những cái hoạt động cần thiết. Bước số 2 đó là nhóm gộp các hoạt động này thành các phòng ban hoặc các bộ phận. Ở đây chúng ta lưu ý là vậy thì các cái hoạt động nào mà có cùng chức năng, có cùng cái đặc điểm thì sẽ được nhóm gộp lại thành từng phòng ban. Ví dụ như là những cái hoạt động liên quan đến tài chính như là việc mua bán nguyên vật liệu hoặc là các cái phần chi thu trong doanh nghiệp thì tất cả sẽ được nhóm gộp lại thành một phòng kế toán. Hoặc là tất cả những hoạt động liên quan đến sản xuất như là quy trình sản xuất, quy trình lắp ráp lên cái chất lượng cho sản xuất, vân vân, thì những tất cả những hoạt động đấy nhóm gộp lại thành một phòng sản xuất. Có nghĩa là tất cả những cái hoạt động nào có cùng tính chất thì sẽ được phân chia thành nhóm gộp lại và thành các phòng ban khác nhau. Đây là bước số 2 trong quá trình tổ chức. Bước số 3 đó là sau khi nhóm gộp được các hoạt động này thành các phòng khác nhau rồi thì người đứng đầu của doanh nghiệp cần phải tìm một người quản lý phòng ban hoặc bộ phận đó. Bây giờ người giám đốc đã phân chia được các cái công việc cho từng phòng ban rồi, là phòng nhân sự, phòng kế toán, phòng marketing, phòng mua hàng, vân vân. Vậy thì bây giờ ông ấy phải cần tìm một người đứng ra làm trưởng của các cái phòng ban đấy. Ai sẽ là người đủ cái chuyên môn, đủ kinh nghiệm để làm được trưởng phòng marketing thì người đấy phải có các cái kiến thức về marketing cũng như là có được những kinh nghiệm làm marketing lâu năm. Hoặc là phòng mua hàng là những người phải có kinh nghiệm mà liên hệ, kinh nghiệm mua bán với các cái nhà mua hàng, nhà cung cấp, giàu kinh nghiệm. Đấy, thì đấy chính là việc mà nhà giám đốc họ phải tìm được một người đấy, quản lý các cái phòng ban và chức năng đó. Bước tiếp theo là bước số 4, đó là giao quyền hạn và trách nhiệm để thực hiện các hoạt động. Vậy thì khi mà người giám đốc đã tìm được các cái trưởng phòng cho các phòng ban rồi thì ông ấy sẽ tiếp tục giao quyền hạn và trách nhiệm cho những người đấy. Ví dụ như là người trưởng phòng mua hàng, ông ấy sẽ được người giám đốc giao quyền hạn đó là sẽ thay ông ấy quản lý tất cả các cái nhân viên trong phòng mua hàng, đảm bảo được cái mục tiêu chung của công ty. Và cái trách nhiệm của ông trưởng phòng mua hàng ở đây đó là phải đảm bảo được là công ty phải đáp ứng, phải có được đủ nguyên vật liệu cho sản xuất, phải mua đủ nguyên vật liệu, vật tư cho sản xuất. Nếu mà phòng mua hàng này không mua được đủ linh kiện, linh phụ kiện, vật tư phục vụ sản xuất thì
cái người trưởng phòng sản mua hàng này phải chịu trách nhiệm trước giám đốc, còn nếu mà bị nặng thì có thể là sẽ bị cách chức hay bị điều chuyển sang bộ phận khác, vân vân. Và cái nội dung cuối cùng của phần tổ chức cơ cấu bộ máy đó là quy định các mối quan hệ theo chiều dọc và chiều ngang. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu mà các bạn hình dung là chúng ta chỉ dừng ở bốn bước trên, đó là đến bước giao quyền hạn và trách nhiệm cho các phòng ban với nhau, nếu mà chỉ dừng ở bước này thôi, có nghĩa là cái phòng nhân sự họ chỉ làm việc độc lập trong phòng nhân sự, phòng marketing chỉ hoạt động độc lập cho phòng marketing, phòng mua hàng chỉ hoạt động độc lập trong phòng mua hàng. Nếu mà họ không có mối quan hệ giữa các phòng ban với nhau thì hoạt động của công ty không thể nào hiệu quả được. Thì các bạn hình dung ví dụ như là bây giờ phòng kinh doanh họ lên kế hoạch kinh doanh xong thì họ phải có kế hoạch kinh doanh đấy họ đưa cho phòng sản xuất. Vậy thì phòng sản xuất nếu không có kế hoạch của phòng kinh doanh thì họ sẽ không biết được là họ cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu của thị trường. Và sau đó khi mà phòng sản xuất có được cái kế hoạch sản xuất rồi thì họ lại đưa kế hoạch sản xuất đấy cho phòng mua hàng. Bởi vì phòng mua hàng cần phải biết được kế hoạch sản xuất thì họ mới biết được là cần phải mua bao nhiêu nguyên vật liệu, linh phụ kiện của các nhà cung cấp để đáp ứng cho sản xuất. Và phòng mua hàng khi mà có kế hoạch mua hàng rồi thì lại giao cho phòng vật tư để phòng vật tư biết được là với số lượng linh phụ kiện vật tư như vậy thì phòng vật tư cần phải chuẩn bị cái kho như bãi như thế nào để có thể lưu trữ được những cái linh phụ kiện đấy để phục vụ cho sản xuất. Và tiếp theo đó là phòng nhân sự. Khi mà có được kế hoạch sản xuất rồi thì phòng nhân sự sẽ biết được là nhu cầu sản xuất như vậy thì cần bao nhiêu lượng lao động trong công ty để đưa ra được cái kế hoạch cho việc tuyển dụng nhân sự. Có nghĩa là tất cả các phòng ban chức năng ở trong doanh nghiệp đều phải có mối quan hệ với nhau theo cả chiều ngang và chiều dọc. Chiều ngang có nghĩa là các mối quan hệ cung cấp giữa các người trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng marketing, trưởng phòng mua hàng vân vân với nhau. Và mối quan hệ theo chiều dọc có nghĩa là mối quan hệ giữa các cấp với nhau, đó là người giám đốc phải có mối quan hệ, phải có sự liên lạc với các trưởng phòng các phòng ban, sau đó là trưởng phòng các phòng ban lại có sự quản lý với các nhân viên của mình, thì đấy được gọi là mối quan hệ theo chiều dọc. Và cái việc tổ chức cơ cấu bộ máy này thì cái việc xác định cái mối quan hệ theo chiều dọc và chiều ngang trong doanh nghiệp là cực kỳ quan trọng để đảm bảo cho các phòng ban hoạt động một cách hiệu quả và đạt được cái mục tiêu chung mà tổ chức đưa ra. Sau khi chúng ta đi tìm hiểu về khái niệm tổ chức thì cái khái niệm tiếp theo chúng ta cần tìm hiểu đó là khái niệm cơ cấu tổ chức. Thì cơ cấu tổ chức là gì? Các bạn có thể nhìn trên slide, cơ cấu tổ chức được hiểu là tổng hợp các bộ phận khác nhau có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hóa và có quyền hạn trách nhiệm nhất định, được bố trí theo những cấp khác nhau nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp. Thì ở đây chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản hơn, đó là cơ cấu tổ chức đó là tổng hợp các cái phòng ban chức năng trong một doanh nghiệp. Tất cả các phòng ban chức năng, phòng ban kế toán, phòng ban mua hàng, sản xuất vân vân, tất cả các phòng ban đấy được thành lập ra có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hóa, mỗi một phòng ban có một chức năng riêng, có quyền hạn và trách nhiệm nhất định, thì tổng hợp tất cả các phòng ban đấy người ta gọi là cơ cấu tổ chức. Vậy thì ở đây thầy có một câu hỏi cho các bạn, đó là vậy thì cái khái niệm về tổ chức mà chúng ta vừa học và khái niệm cơ cấu tổ chức hiện tại đây chúng ta đang xem ở trên slide có mối quan hệ gì với nhau hay không? Thì các bạn có thể suy nghĩ xem là cái khái niệm về tổ chức và khái niệm tổ chức này nó có quan hệ gì với nhau hay không? Thì chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản, hình dung ra là cái cơ cấu tổ chức là tổng hợp các cái phòng ban chức năng. Thế còn việc tổ chức là việc đưa ra được những cái phòng ban chức năng đấy có cái nhiệm vụ gì, từng phòng ban có một nhiệm vụ chức năng gì. Vậy thì ở đây cái cơ cấu tổ chức chính là cái kết quả của quá trình tổ chức. Sau khi một tổ chức, một doanh nghiệp họ đưa ra một tiến trình tổ chức các bộ phận phòng ban của họ và hoạt động xong, tiến trình xong thì sẽ đưa ra một kết quả. Đó là một cái bộ máy hay còn gọi là một cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp. Tóm lại, cơ cấu tổ chức chính là kết quả, là hệ quả của quá trình tổ chức trong một doanh nghiệp. Lợi ích của việc xây dựng cơ cấu tổ chức. Vậy tại sao các doanh nghiệp lại cần phải xây dựng một bộ máy, một cơ cấu tổ chức cho họ? Nếu mà doanh nghiệp họ không xây dựng cơ cấu tổ chức thì họ có thể làm việc hiệu quả hay không? Thì ở trên slide của chúng ta các bạn có thể thấy được một số những cái lợi ích
của việc xây dựng cơ cấu tổ chức đem lại cho doanh nghiệp. Đó là thứ nhất, giúp cho chuyên môn hóa công việc trong doanh nghiệp. Khi mà doanh nghiệp họ đã có một bộ máy tổ chức rõ ràng rồi, từng phòng ban thực hiện một cái chức năng riêng rồi, thì từng phòng ban đấy sẽ được chuyên môn hóa công việc. Phòng marketing chỉ chuyên nghiên cứu phát triển sản phẩm để đưa ra các cái chiến lược marketing nhằm quảng bá sản phẩm, thu hút khách hàng. Phòng mua hàng chuyên tìm hiểu các nhà cung cấp để lựa chọn nhà cung cấp tối ưu cho doanh nghiệp, đáp ứng đầy đủ nguyên vật liệu, phụ kiện cho sản xuất. Phòng sản xuất chuyên môn hóa việc đưa ra quá tiến trình sản xuất, chất lượng sản xuất để đảm bảo được cái chất lượng đầu ra cho doanh nghiệp. Hoặc là phòng kinh doanh thì chuyên việc là tìm hiểu, tìm kiếm bạn hàng, phân tích nhu cầu của thị trường để đưa ra được cái kế hoạch sản xuất. Vậy thì từng cái bộ phận, từng phòng ban sẽ được chuyên môn hóa công việc, và làm như vậy thì khi mà chúng ta thấy là cái việc chuyên môn hóa luôn luôn tạo được cái sự hiệu quả. Vậy chúng ta sẽ làm chuyên một cái vấn đề gì đó thì luôn luôn sẽ đạt được cái hiệu quả cao hơn là chúng ta làm dàn trải. Lợi ích số 2 đó là quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của từng thành viên, từng phòng ban, tránh chồng chéo và hỗn độn. Thì khi mà có từng phòng ban chức năng riêng biệt rồi thì từng phòng ban đó sẽ được quy định những quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng hơn. Mỗi một thành viên trong một cái phòng ban sẽ biết được là họ cần phải làm gì. Cái việc này nó sẽ rất hữu ích cho việc là các phòng ban sẽ làm việc một cách hiệu quả và không bị chồng chéo lên nhau, không bị xảy ra tình trạng là một người làm quá nhiều việc và một người thì lại không làm việc gì. Và cuối cùng đó là lợi ích cơ sở cho việc phân bổ nguồn lực trong doanh nghiệp. Giả sử các bạn hình dung là bây giờ nếu mà doanh nghiệp không xây dựng cơ cấu tổ chức mà chỉ có một người giám đốc và tất cả ở dưới là các nhân viên cùng làm việc chung và không có phòng ban chia riêng riêng biệt. Vậy thì bây giờ nếu giả sử người giám đốc người ta đang muốn công ty của mình làm một quảng cáo, làm một cái xây dựng một cái hạch quảng cáo cho các sản phẩm của công ty, vậy thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm quảng cáo và cái nguồn lực để phân bổ cho việc quảng cáo đấy sẽ phải phân bổ cho ai? Thì cái việc này rất là khó khăn, bởi vì nếu mà không có được cái sự phân chia cơ cấu rõ ràng từ phòng ban thì người giám đốc không thể biết được là nên phân bổ nguồn lực này cho ai. Khi mà đã có phòng ban chức năng riêng biệt rồi thì cái nhiệm vụ vai trò marketing là thuộc phòng marketing. Vì vậy là người giám đốc chỉ việc phân bổ nguồn lực chuyên về quảng cáo đó cho phòng marketing mà thôi. Còn những phòng ban kia thì họ sẽ có những cái chức năng riêng, nhiệm vụ riêng và họ sẽ không có cái trách nhiệm là phải thực hiện cái vai trò làm marketing nữa. Thì đây chính là cái lợi ích của việc xây dựng cơ cấu tổ chức, làm cho các phòng ban được chuyên môn hóa, làm cho các công việc của các thành viên không bị chồng chéo, vẫn hỗn độn lên nhau, và làm cho việc phân bổ nguồn lực trong doanh nghiệp được thể hiện một cách hiệu quả rõ ràng hơn. Phần tiếp theo chúng ta cùng đi tìm hiểu đó là nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp. Vậy thì việc xây dựng cơ cấu tổ chức cần tuân theo những nguyên tắc nào? Ở trên giáo trình của chúng ta đã đưa ra 6 nguyên tắc cơ bản sau đây. Thứ nhất, đó là phải phù hợp với đặc điểm và cơ chế quản trị của doanh nghiệp. Ở nguyên tắc này có hai điều chúng ta cần phải làm rõ. Thứ nhất, đó là việc xây dựng cơ cấu tổ chức cần phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp. Và điểm thứ hai đó là xây dựng cơ cấu tổ chức phải phù hợp với cơ chế quản trị của doanh nghiệp. Vậy thì phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp là như thế nào? Thì thầy xin lấy một ví dụ, đó là ví dụ để cho các bạn dễ hình dung hơn, là ví dụ bây giờ bố mẹ các bạn đang có ý định muốn xây một căn nhà mới. Vậy thì căn nhà mới của các bạn, nếu bố mẹ các bạn xây dựng nó có một cái đặc điểm giống như nhà hàng thì theo các bạn có ổn không? Thì rõ ràng là không ổn, đúng không? Bởi vì nếu mà xây một cái nhà mới mà có cái đặc điểm như một cái nhà hàng, có nghĩa là chỉ có chỗ để ngồi ăn và khu vực bếp, thì sẽ không đủ những cái đặc điểm của một ngôi nhà ở. Có nghĩa là chúng ta muốn xây một cái nhà ở, chúng ta phải xây dựng nó có những cái đặc điểm của một cái nhà ở. Đó là phải có phòng khách, phải có phòng bếp, phải có chỗ ăn, phải có phòng ngủ, phải có phòng sinh hoạt chung, phải có sân phơi, vân vân. Có nghĩa là phải có tất cả những cái phòng để chúng ta có thể sinh hoạt. Vậy thì ở doanh nghiệp cũng như vậy, việc xây dựng cơ cấu tổ chức phải phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp. Ví dụ, nếu doanh nghiệp A là doanh nghiệp sản xuất và cung ứng sản phẩm ra thị trường,
thì ở trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp A bắt buộc phải có phòng sản xuất để thực hiện công tác sản xuất và có một cái phòng thương mại để thực hiện cái việc cung ứng cái sản phẩm đấy ra thị trường. Tuy nhiên, nếu loại hình đặc điểm của doanh nghiệp đó là doanh nghiệp thương mại mà thôi, có nghĩa là doanh nghiệp chỉ mua lại các cái sản phẩm đầu vào hoàn chỉnh và bán ra cho thị trường chênh lệch giá, ví dụ như là Big C hoặc là những hãng thương mại điện tử như là Tiki, Lazada, Shopee, thì những cái doanh nghiệp này họ không sản xuất trực tiếp một sản phẩm nào cả. Vì vậy, những cái doanh nghiệp này trong cơ cấu tổ chức của họ sẽ không có phòng sản xuất. Nếu họ vẫn đưa cái phòng sản xuất vào thì họ chỉ làm cho thêm tốn thêm cái chi phí mà không có hiệu quả, mà làm cho cái bộ máy còn cồng kềnh hơn. Đấy là cái nguyên tắc đầu tiên, đó là nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp. Ở điểm thứ hai ở trong nguyên tắc này, đó là việc xây dựng cơ cấu tổ chức phải phù hợp với cơ chế quản trị trong doanh nghiệp. Cơ chế quản trị có nghĩa là cách thức điều hành lãnh đạo trong doanh nghiệp. Ví dụ, ở trong chương 1 của chúng ta đã học về doanh nghiệp nhà nước và các bạn đã học đó là đứng đầu của doanh nghiệp nhà nước chính là nhà nước, và nói rõ hơn đó chính là Đảng. Đảng là người lãnh đạo những cái doanh nghiệp nhà nước, đề ra những phương hướng, đường lối, chính sách cho công doanh nghiệp nhà nước. Vậy thì đối với doanh nghiệp nhà nước thì trong cơ cấu tổ chức bắt buộc phải có văn phòng đảng ủy là cơ quan to nhất. Sau văn phòng đảng ủy ở dưới thì mới đến giám đốc và các phòng ban ở gồm phòng ban chức năng. Thì đấy là cái cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp nhà nước mà phù hợp với cái cơ chế quản trị. Còn ví dụ đối với công ty trách nhiệm hạn hai thành viên trở lên thì trong cơ cấu tổ chức sẽ không có văn phòng đảng ủy, bởi vì đứng đầu của công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên là giám đốc chứ không phải là đảng, bởi vì công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên không phải là doanh nghiệp nhà nước. Vậy thì ở đây các bạn lưu ý là cái việc xây dựng cơ cấu tổ chức nó phải phù hợp với cái cơ chế quản trị của doanh nghiệp, là vì như vậy để làm cho doanh nghiệp có thể điều hành bộ máy một cách trơn tru, không bị lãng phí. Nguyên tắc số 2 ở đây giáo trình đề cập đến cho chúng ta, đó là phải xây dựng cơ cấu tổ chức có quy định về quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng, trong đó quyền hạn và trách nhiệm phải tương xứng với nhau. Ở đây chúng ta lại có hai ý cần làm rõ, đó là quyền hạn và trách nhiệm phải rõ ràng, và thứ hai đó là quyền hạn và trách nhiệm phải tương xứng với nhau. Nội dung thứ nhất đó là quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng. Vậy thì như thế nào là rõ ràng? Tôi sẽ lấy ví dụ như các bạn ở trong gia đình của chúng ta thì các bạn cũng có những quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng cụ thể. Ví dụ như là trách nhiệm của các bạn là phải học giỏi, phải đạt được bằng loại giỏi chẳng hạn, học bằng loại khá chẳng hạn, phải đạt được trung bình các môn là 7 phẩy trở lên chẳng hạn, để các bạn có thể cấp bằng khá ra trường, ít nhất là như vậy. Thì đấy là trách nhiệm của các bạn. Và cái quyền hạn của chúng ta là chúng ta được bố mẹ chu cấp, trợ cấp học phí, sinh hoạt phí để chúng ta có thể thực hiện được việc học tập của chúng ta một cách tốt nhất. Thì đấy là cái quy định quyền hạn và trách nhiệm của các bạn. Tuy nhiên thì cái quyền hạn và trách nhiệm của chúng ta lại phải tương xứng với nhau. Như thế nào là tương xứng? Thế sẽ lấy ví dụ thêm cụ thể hơn để các bạn có thể hình dung ra. Ví dụ bây giờ một buổi sáng chúng ta đi học, chúng ta ăn sáng, thì lấy ví dụ là các bạn ăn hết 20.000 một buổi sáng. Nếu bố mẹ cho các bạn 5.000 đồng một buổi sáng để các bạn ăn sáng, thế sẽ dẫn tới một việc, đó là các bạn ăn không đủ no. Và việc này sẽ dẫn đến đó là buổi học của các bạn sẽ bị mệt, không đủ sức để chúng ta học cả một buổi sáng 5 tiết. Còn ngược lại, nếu như bố mẹ các bạn cho các bạn 200.000 ăn sáng một ngày, thì dẫn đến một tình trạng đó là các bạn lại bị quá thừa cái nguồn lực. Và khi mà các bạn quá thừa nguồn lực như vậy thì các bạn sẽ có thể là dành cái nguồn lực đấy cho những cái sở thích của chúng ta. Ví dụ như là các bạn nam thì có thể hay đi chơi game, còn các bạn nữ thì có thể là hay đi mua sắm chẳng hạn, thì ví dụ như vậy. Thì khi mà chúng ta làm những cái việc như là chơi game chẳng hạn sẽ tốn thời gian của các bạn hơn và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập của các bạn. Thì đấy là việc mà kể cả chúng ta có được cái quyền hạn nó quá lớn so với trách nhiệm thì cũng không tốt, mà quyền hạn nhỏ hơn so với trách nhiệm thì cũng không tốt. Ở trong doanh nghiệp cũng như vậy. Bây giờ nếu một người giám đốc ông ấy giao quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng cho người trưởng phòng nhân sự là phải thay ông ấy điều hành tất cả mọi hoạt động về nhân sự của công ty, về tuyển dụng, về đào tạo, vân vân. Tuy nhiên, nếu quyền hạn và trách nhiệm của ông trưởng phòng nhân sự này mà không tương xứng với nhau thì ông cũng không thể làm tốt được công việc của mình. Ví dụ như là nếu mà quyền hạn của ông trưởng phòng nhân sự
mà nhỏ hơn so với trách nhiệm thì sẽ dẫn đến một cái tình trạng đó là ông ấy nói nhưng mà nhân viên cấp dưới không nghe hoặc là không tuân theo những mệnh lệnh của ông ta. Còn ngược lại, nếu mà quyền hạn mà lại lớn hơn trách nhiệm thì sẽ dẫn đến một chuyện đó là lạm dụng quyền lực ở trong doanh nghiệp. Có nghĩa là có thể là ông ấy không có được cái quyền hạn đấy, nhưng mà vì là ông ấy được giao cái quyền hạn quá nhiều cho nên là ông ấy được tự ý mình quyết định một số những công việc. Và cái đấy cũng dẫn ra nhiều hậu quả rất là nghiêm trọng. Thì đây là cái nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức, đó là phải làm sao đảm bảo quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng và phải tương xứng với nhau. Nguyên tắc số 3 ở đây đó là có sự mềm dẻo về tổ chức. Vậy thì thế nào là mềm dẻo về tổ chức? Thì các bạn có đã biết là có một câu của các ông cha ta để lại, đó là dụng nhân như dụng mộc. Có nghĩa là sử dụng người cũng như là sử dụng những cây gỗ. Thì các bạn hình dung như người thợ mộc, khi mà bác thợ mộc bác ấy làm cái cửa thì bác ấy phải chọn gỗ để làm một cái cửa. Bây giờ ví dụ bác ấy cần một cái cửa nó thẳng, nhưng bác ấy lại có một cây gỗ cong, và bác ấy nếu các bác cố để nhét cái cây gỗ cong đấy uốn để thành thẳng thì sẽ dẫn đến một tình trạng đó là cây gỗ sẽ bị gãy. Ở đây ý muốn chỉ đó là tùy vào từng tình huống, tùy vào từng điều kiện mà chúng ta phải sử dụng những cây gỗ nó phù hợp với đặc điểm. Con người cũng như vậy, ở trong tổ chức người lãnh đạo phải biết sử dụng nhân sự một cách mềm dẻo để đảm bảo hiệu quả cao nhất. Thì lấy một ví dụ, đó là một anh nhân viên, anh ấy đang làm việc hiệu quả và rất là tốt, nhưng mà đột nhiên gia đình anh ta có một việc, đó là bố mẹ anh ta bị ốm và bố mẹ anh ta phải vào viện để điều trị. Ở trong trường hợp này, nếu mà người giám đốc hoặc là người sếp của anh nhân viên này vẫn cứng nhắc là bắt anh ta phải đi làm đầy đủ và phải làm đủ các cái công việc của anh ta, mà anh ta lại vẫn phải đang chăm sóc bố mẹ ở viện, thì sẽ dẫn đến một tình trạng đó là anh ta sẽ bị mất tập trung, không làm việc một cách hiệu quả nhất và rất dễ xảy ra sai sót bởi vì anh ta đang phải lo lắng về sức khỏe của bố mẹ. Ở trong tình huống này, nếu mà người sếp hoặc là người quản lý mà có sự mềm dẻo, có sự nghệ thuật sử dụng người, thì những người sếp này có thể cho nhân viên của mình là anh A này có thể nghỉ việc trong vòng 1-2 ngày để vào bệnh viện chăm sóc bố mẹ. Trong thời gian này thì công việc của anh sẽ được giao lại cho những nhân viên khác ở trong cùng trong phòng ban đấy, cùng chia sẻ để làm hộ anh ấy công việc đấy, để anh ấy có thể chăm sóc gia đình. Nếu mà làm như vậy thì anh nhân viên này sẽ cảm thấy là mình luôn luôn được tôn trọng, được sếp và được nhân viên tạo điều kiện giúp đỡ. Vậy thì sẽ làm cho cái tăng cái sự tín nhiệm của anh nhân viên này. Và sau đấy thì anh ta chắc chắn là sẽ cống hiến hết mình cho công ty. Thì đấy có nghĩa là cái hiệu quả của cái sự mềm dẻo trong tổ chức nó sẽ làm cho các cái nhân viên ở trong tổ chức luôn luôn có được một cái nhiệt huyết, một cái thái độ làm việc tốt nhất. Nguyên tắc số 4 là có sự tập trung thống nhất vào một đầu mối. Nguyên tắc này ý muốn chỉ là tất cả mọi thông tin, mọi công việc ở trong từng phòng ban phải thống nhất về một người. Ví dụ như là ở phòng mua hàng thì tất cả mọi công việc của phòng mua hàng đều bắt buộc phải được báo cáo lên cho trưởng phòng mua hàng, và người trưởng phòng mua hàng sẽ báo cáo trực tiếp cho giám đốc. Còn các người nhân viên trong phòng mua hàng thì sẽ không cần phải trực tiếp báo cáo cho giám đốc, mà chỉ cần báo cáo cho người trưởng phòng mua hàng mà thôi. Và người trưởng phòng mua hàng này sẽ thu thập tất cả những cái báo cáo kết quả làm việc của phòng ban mình và báo cáo lại với giám đốc. Cái nguyên tắc này nó sẽ giúp cho tất cả mọi công việc luôn luôn được tập trung thống nhất về một đầu mối, và sẽ không bị xảy ra tình trạng là một người phải làm nhiều việc hoặc là không quản lý được các việc của những người nhân viên cấp dưới. Còn hai nguyên tắc cuối cùng ở trong phần này đó là có phạm vi kiểm soát hữu hiệu, cũng như là nguyên tắc xây dựng các cơ cấu tổ chức phải đảm bảo được tăng hiệu quả trong kinh doanh. Thì đây là 6 nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng một cơ cấu tổ chức mà chúng ta cần phải lưu ý. Phần số 2 trong chương số 4 đó là các kiểu cơ cấu tổ chức. Vậy thì trong các doanh nghiệp hiện tại có bao nhiêu loại cơ cấu tổ chức? Thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu. Loại hình đầu tiên đó là cơ cấu quản lý trực tuyến. Vậy thì mô hình quản lý trực tuyến là như thế nào? Thì các bạn có thể nhìn trên slide. Cơ cấu quản lý trực tuyến có nghĩa là người cấp dưới chỉ nhận lệnh từ một cấp trên duy nhất, và từ trên xuống dưới là một đường thẳng rõ ràng về quyền hành. Ở trên slide các bạn có thể nhìn thấy cái mô hình cơ cấu quản lý trực tuyến, có nghĩa là đầu trên cùng là người tổng giám đốc sẽ quản lý hai người giám đốc 1 và giám đốc 2. Và mỗi người giám đốc này lại quản lý những phòng ban ở dưới. Và các bạn chú ý là một người ở dưới thì luôn luôn chỉ chịu nhận lệnh của một cấp trên
duy nhất mà thôi. Ví dụ như là ông quản đốc phân xưởng 1 thì ông ấy chỉ chịu trách nhiệm của ông giám đốc 2 mà ông ấy không chịu trách nhiệm của ông giám đốc 1. Hoặc là ông giám đốc 2 thì ông ấy chỉ chịu quản lý của ông tổng giám đốc mà thôi. Có nghĩa là dù là có bao nhiêu cấp thì một người ở cấp dưới thì chỉ chịu nhận lệnh của một cấp trên duy nhất, còn người ở trên thì có thể quản lý nhiều người ở dưới. Đây là cơ cấu quản lý trực tuyến. Ưu điểm của cơ cấu quản lý trực tuyến là gì? Thứ nhất, về ưu điểm đó là tăng cường được trách nhiệm cá nhân. Thứ hai đó là tránh tình trạng mâu thuẫn giữa các chỉ thị của cấp trên. Và thứ ba là đảm bảo nguyên tắc tập trung trong quản lý và thực hiện chế độ một thủ trưởng. Có nghĩa là tất cả các cái thông tin đều được quy về một đầu mối. Nhưng mà nhược điểm ở đây đó là yêu cầu thủ trưởng phải có kiến thức toàn diện. Có nghĩa là những người càng ở cái vị trí cao ở trong cơ cấu quản lý trực tuyến này thì càng có cái áp lực lớn, bởi vì họ phải quản lý nhiều người. Vì vậy là họ phải có kiến thức toàn diện rất nhiều các cái lĩnh vực, họ cần phải hiểu biết được nhiều lĩnh vực để có thể quản lý được nhiều bộ phận khác nhau. Và nhược điểm thứ hai đó là không tận dụng được các cái chuyên gia có trình độ cao về từng chức năng quản trị. Cuối cùng là dễ tạo sự ngăn cách, thiếu sự phối hợp với các lĩnh vực quản trị. Thì đây chính là ưu và nhược điểm của cơ cấu quản lý trực tuyến. Loại cơ cấu quản lý thứ hai đó là cơ cấu quản lý theo chức năng. Vậy thì cơ cấu quản lý theo chức năng có nghĩa là như thế nào? Thì các bạn hãy nhìn trên slide, đó là một cái mô hình về cơ cấu quản lý theo chức năng. Đặc điểm của cơ cấu quản lý theo chức năng đó là phân chia thành các bộ phận theo chức năng. Và cấp dưới thì nhận mệnh lệnh từ nhiều phòng ban chức năng. Cơ cấu này thì khác cơ cấu trực tuyến, đó là một người ở dưới thì nhận mệnh lệnh từ nhiều phòng ban chức năng ở bên trên, chứ không phải là một người như ở cơ cấu trực tuyến. Các bạn nhìn ở trên hình thì các bạn thấy là đầu tiên là giám đốc và ở dưới là các phòng ban, các chức năng là marketing, kỹ thuật, sản xuất, tài chính và nhân sự. Và dưới đấy là các cái phân xưởng ABC. Thì một phân xưởng ABC này bây giờ họ lại phải chịu mệnh lệnh từ tất cả các phòng ban chức năng. Ví dụ như phân xưởng A họ phải chịu mệnh lệnh từ phòng marketing, phòng kỹ thuật, phòng sản xuất, phòng tài chính, phòng nhân sự và cả ông giám đốc. Phân xưởng B cũng như vậy, có nghĩa là một người ở dưới chịu cái mệnh lệnh, chịu nhận lệnh từ nhiều phòng ban chức năng ở bên trên. Thì đây là cái sự khác nhau cơ bản giữa cơ cấu quản lý theo chức năng và cơ cấu quản lý trực tuyến. Ưu điểm của cơ cấu quản lý theo chức năng, thứ nhất đó là nhiệm vụ được phân định rõ ràng, có nghĩa là từng phòng ban sẽ có một cái trách nhiệm quyền hạn rõ ràng. Thứ hai là tuân theo nguyên tắc chuyên môn hóa. Thứ ba là phát huy được sức mạnh và khả năng của đội ngũ cán bộ theo từng chức năng. Nghĩa là người phòng kế hoạch thì sẽ chuyên lập kế hoạch, phòng sản xuất thì chuyên về sản xuất. Ưu điểm thứ tư đó là giảm chi phí và rút ngắn thời gian đào tạo. Bởi vì là khi mà công ty mà hoạt động theo cái mô hình này thì một người nhân viên mới vào phòng ban nào thì họ chỉ chuyên đào tạo nhân viên về cái lĩnh vực đấy thôi, chứ họ sẽ không cần bắt buộc phải đào tạo cái người nhân viên này qua tất cả các lĩnh vực phòng ban. Ưu điểm tiếp theo đó là tạo ra các biện pháp kiểm tra chặt chẽ của cấp cao nhất, thu hút các chuyên gia và công tác lãnh đạo giải quyết các cái vấn đề chuyên môn một cách thành thạo hơn, và cuối cùng là giảm bớt được gánh nặng cho những người đứng đầu. Bởi vì là ở trong cái cơ cấu này thì là người trưởng phòng của từng phòng ban chức năng cũng sẽ thay cái người giám đốc là quản lý các nhân viên của mình, và nó sẽ giảm gánh nặng cho người giám đốc. Và cái cơ cấu này là cơ cấu mà được rất nhiều loại hình doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay đang áp dụng. Tuy nhiên thì cơ cấu quản lý theo chức năng cũng có một số những nhược điểm, đó là chỉ có cấp quản lý cao nhất có trách nhiệm và hiệu quả cuối cùng của toàn thể công ty, hoặc là qua chuyên môn hóa và tạo ra cái nhìn quá hẹp với các cán bộ chủ chốt, hạn chế sự phát triển của người quản lý chung. Nghĩa là sẽ ngược lại với cả cơ cấu quản lý theo trực tuyến. Cơ cấu quản lý trực tuyến thì người quản lý chung này sẽ có được một sự phát triển toàn diện. Và cuối cùng là gặp nhiều khó khăn khi cần sự phối hợp giữa các chức năng với nhau. Thì đây là một số những nhược điểm mà cơ cấu quản lý chức năng gặp phải. Kiểu cơ cấu số 3 đó là cơ cấu quản lý trực tuyến chức năng. Đó là mô hình phối hợp giữa hai cơ cấu quản lý trực tuyến và cơ cấu quản lý chức năng. Thì ở cái việc
phối hợp giữa trực tuyến và chức năng này thì các bạn thấy được đặc điểm của mô hình này, đó là cũng là có chia thành các phòng ban chức năng giúp tổng giám đốc ra quyết định theo cơ cấu quản lý chức năng và có hình thành quan hệ quản lý trực tuyến. Các bạn có thể nhìn ở trên cái mô hình đó là người tạm giám đốc thì ở dưới là cũng chia thành các phòng ban chức năng marketing, kỹ thuật, sản xuất, tài chính và nhân sự, và ở dưới là công ty A, công ty B và công ty C. Tuy nhiên ở trường hợp này thì công ty A, B, C không chịu sự quản lý của các cái phòng ban marketing, kỹ thuật, sản xuất, tài chính và nhân sự nữa, mà họ chỉ chịu trách nhiệm của ông tổng giám đốc mà thôi. Có nghĩa là cái cơ cấu quản lý này nó vừa có tính trực tuyến mà nó lại vừa có cái đặc điểm về chức năng. Cơ cấu quản lý trực tuyến chức năng có những ưu nhược điểm sau đây. Về ưu điểm là phát huy được năng lực chuyên môn của các bộ phận chức năng nhưng vẫn đảm bảo được quyền chỉ huy thống nhất của thủ trưởng. Và nhược điểm là chi phí cho việc ra quyết định quản trị rất lớn. Vì vậy là các doanh nghiệp cũng cần chú ý xem nếu mà mô hình cơ cấu của quy mô của công ty không quá lớn thì công ty nên chọn cơ cấu quản lý trực tuyến hoặc cơ cấu quản lý chức năng. Còn những doanh nghiệp mà có quy mô lớn, có tiềm lực tài chính mạnh thì có thể chọn cơ cấu quản lý trực tuyến chức năng. Loại hình cơ cấu cuối cùng trong phần này đó là cơ cấu quản lý theo ma trận. Thì các bạn có thể nhìn hình trên slide. Cơ cấu quản lý ma trận có đặc điểm sau đây. Cấp dưới vừa chịu sự quản lý theo chiều dọc từ trên xuống dưới, đồng thời chịu sự quản lý theo chiều ngang. Cơ cấu này có ưu điểm đó là định hướng theo kết quả cuối cùng rõ ràng, phát huy được sức mạnh của các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn và xác định được rõ ràng quyền hạn, trách nhiệm và lợi ích. Tuy nhiên, nhược điểm của cơ cấu này đó là có sự mâu thuẫn về quyền hạn trong tổ chức, cũng như là có sự không thống nhất về mệnh lệnh theo chiều dọc và chiều ngang. Để cho các bạn dễ nhìn dung hơn về các mô hình này thì thầy sẽ lấy một ví dụ cụ thể của các công ty đang sử dụng những cơ cấu quản lý như chúng ta vừa học. Đầu tiên là cơ cấu quản lý theo kiểu chức năng. Thì các bạn có thể nhìn ở đây là một công ty đang sử dụng mô hình này. Đó là họ đã chia phòng ban chức năng ra là phòng marketing, phòng tổ chức lao động, phòng tài chính kế toán, phòng kế hoạch đầu tư và phòng kế hoạch công nghệ. Ở dưới đó là các cái xí nghiệp xây dựng. Thì các bạn nhìn ở những xí nghiệp xây dựng này, nhà máy Đông Triều 1, 2 vân vân thì chịu trách nhiệm của nhiều phòng ban chức năng bên trên. Thì đây chính là cơ cấu quản lý theo kiểu chức năng. Ví dụ số 2 đó là cơ cấu quản lý theo trực tuyến chức năng. Các bạn có thể nhìn ở đây, đó là ngoài việc phân chia các phòng ban theo chức năng, đó là văn phòng công ty, tài chính kế toán, kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển, quản lý dự án, đối ngoại, pháp chế, vân vân, thì cái cơ cấu này vẫn tuân theo quản lý trực tuyến, đó là một người ở dưới chịu trách nhiệm mệnh lệnh của một người ở trên. Ví dụ tiếp theo đó là cơ cấu quản lý theo kiểu trực tuyến. Thì ở đây là mô hình của một trường đại học. Các bạn có thể nhìn ở đây là hiệu trưởng đứng đầu, ở dưới là phó hiệu trưởng. Và mỗi một phó hiệu trưởng thì sẽ quản lý một số những phòng ban riêng biệt và tất cả đều theo một đường thẳng. Các cái phòng ban ở bên dưới thì chịu trách nhiệm của một phòng ban bên trên mà thôi. Cuối cùng là cơ cấu quản lý theo kiểu ma trận. Này, các bạn có thể nhìn đây là một mô hình của một doanh nghiệp và cơ cấu quản lý theo kiểu ma trận đó là những cái nhóm thiết kế, nhóm sản xuất, nhóm hợp đồng vân vân thì vừa chịu trách nhiệm của các cái dự án, sự quản lý mệnh lệnh của các dự án mà vừa chịu sự quản lý của các cái phòng ban như là thiết kế, sản xuất, quản lý hợp đồng, thu mua vân vân. Thì đây là việc các cái nhóm nhỏ thì chịu sự quản lý mệnh lệnh của cả chiều dọc và chiều ngang, và người ta gọi đây là cơ cấu quản lý theo kiểu ma trận. Phần cuối cùng ở trong chương số 4 đó là phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong quản trị. Lợi ích của việc phân quyền và ủy quyền là gì? Các bạn có thể nhìn ở trên slide. Đầu tiên là giúp cho các cấp trên giảm bớt được những công việc ít quan trọng và tập trung cho những vấn đề quan trọng hơn. Và lợi ích số 2 đó là tạo niềm tin cho người được ủy quyền. Nhưng mà có nhược điểm đó là việc phân quyền và ủy quyền này thì phải mất thời gian tìm người để ủy quyền.
và công việc ủy quyền mà không được thực hiện tốt sẽ làm mất uy tín của người lãnh đạo. Và người được ủy quyền thì phải chịu áp lực lớn, tâm lý sợ bị thay thế. Thì đây chính là một số lợi ích cũng như nhược điểm của việc phân quyền và ủy quyền trong tổ chức. Và cũng là những nội dung chính ở trong chương số 4 của chúng ta. Các bạn có câu hỏi gì thì hãy liên lạc với thầy qua địa chỉ email cũng như là số điện thoại. Còn bây giờ thì xin được chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những chương học sau.